Ok, chúng ta sẽ đến với cái game đấu này, trận đấu giữa 5 Liquid seconds và VP. Bên phía team Liquid lựa chọn Tuska còn VP. Ui, phát biết nhện với Dazzle. Dire team pick. Thật đấy. Five seconds remaining. Reserve time. Ôi, bên kia choáng luôn. Dùng cái reserve time pick lần 2 luôn. Thôi thì làm con A vậy. À, thích để cam, ok để cam, thích cái để cam. Bad dudes banning someone now. Vâng, Zerocopter. Radiant team ban. Five seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Vâng, Bara ban đi, VP thì lựa chọn ban AA. Seconds remaining. Reserve time. The green team's banning someone now. Bàn đi Huska từ từ về team Liquid. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. Bàn đi Bristleback. Và bây giờ thì còn pick khá hay là IO cho team nào muốn tận dụng. Five seconds remaining. Reserve time. Dire team pick. Radiant team pick.
Vâng, đó là Doom ban đi lựa chọn pick tới từ Liquid, còn bên phía team VP thì họ đánh tiếp tục là pick support, tức là bên. Seconds remaining. Reserve time. Vâng, VS dành cho bên phía team VP. Seconds remaining. Reserve time. VP họ đang vâng lựa chọn VS carry tới từ VP rồi. Radiant team ban. Five seconds remaining. Reserve time. Vâng, Razor của bên phía team Liquid rồi, lại là Razor. Five seconds remaining. Reserve time. Reserve time. Radiant team pick. Vâng, và lượt pick thứ 5 cho VP. Xin phép không phân tích nhiều quá, đêm mình khá là mệt. Seconds remaining. Dire team pick. Seconds remaining.
Vâng, Tiny dành cho team VP ở vị trí đi mid. Vâng, và tôi vừa ôn tab ra và what the fuck. Ok, game đấu của những vị thần Doom ở đây rồi, Elder Titan cũng xuất hiện nào. Vâng, thậm chí là bên đây là cũng xếp trong một trong những cái con đáng sợ của vũ trụ Dota, game đấu mà bao gồm rất nhiều vĩ nhân ở đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có bên có Elder Titan, và ít nhất là con Doom này cũng là một cái con rất là đáng sợ ở trong cái vũ trụ Dota, một trong những con quyền lực. Và Elder Titan thì nó là quyền lực gần như là nhất rồi. Để tôi tắt cái webcam với đã. Vâng, Kuroki đánh Elder Titan. Hay mày. À, thực ra thì theo mình nhớ là con Elden này không phải là con tạo ra thế giới. Thực ra con Elder Titan này nó là người đúc nên thế giới từ một cái được trao cho từ một con khác mà tôi quên mất là nó là con gì rồi. Tức là đại loại con này là con sinh ra một cái tộc thợ rèn chuyên tạo ra những cái thứ gì đó mới mẻ. Hình như là dệt ra tơ hay là cái gì đấy để bảo vệ sự cân bằng vũ trụ, và nó là bị trục xuất khỏi tộc vì nó muốn tạo ra một cái gì đấy mới mẻ. Và cái con gì đấy trôi giạt trong vũ trụ đã tạo ra Dota, và sau đó thì nhờ cái gốc đấy Elder Titan đã dệt nên cái thế giới Dota hiện tại. Đấy là truyền thuyết. Elder Titan là người đã làm, còn có một con khác đã đưa nguyên liệu ở đây thì Doom đã bật cho mình lửa lên rồi. Mà con Cho tạm thời lùi về một chút. Vâng, Weaver đúng rồi. Weaver là người dệt ra những cái sợi tơ để ổn định thế giới, và Weaver đã tạo ra đưa nguyên liệu cho Elder Titan tạo nên Dota. Người mà gọi là cái, tức là cái ông gọi là làm kỹ thuật thì là Elder Titan, còn cái ông xây dựng content thì là Weaver. Đấy, đại loại thế. Khả năng cao để làm truyền thông thì là Veil. Vâng, ở đây thì đang đuổi theo rồi. Đấm nhẹ, đấm nhẹ. Uầy, chính ra là đánh cái con Elder Titan này, ông lấy một điểm bóng, dã vào nhẹ thì nhiều đam phết. Vâng, dưới này lại tiếp tục bật lửa lên rồi. Và trông có vẻ là Michael Cho lên bảng. Một đấm cuối cùng thôi, uống bình máu lên. Cắn cây ra và Silent đai hơi trụ hơi quá rồi, khi chết ngược. Vâng, vậy chứ giáp tiếp. Thế là Doom lại chạy, Doom lại quay lại rồi bắn rất là đau vào. Silent tí chết rồi.
night. Vâng, vừa rồi thì đó là một tình huống mà bên đã lấy được mạng của Razor lên mid rồi. Tôi vừa ra thả một thanh niên ra. My Control đang cố gắng lấy cho mình lượng level nhưng mà có vẻ đi với lưu thì hơi vất vả. Vâng, ở đây thì quẩy Eldo Titan có vẻ đang phát huy hiệu quả harass ở lên này là rất là tốt. Vâng, lên trên này đang bị đẩy rất là nhiều rồi. Aero Titan thì vẫn chơi kiểu là vâng, thậm chí là còn tăng 2 điểm skill 1. Bình thường người ta sẽ mắc 2-3 cơ mà nhở. Nhưng mà có lẽ là đánh theo support thì đánh kiểu khác. Vâng, trụ trên top đang mất khá là nhanh rồi. Đêm rồi mình bình luận nó hơi bị chán, anh em thông cảm. Đừng chửi nhau làm gì cả. Ông Joker thì ông bị bệnh tâm thần đấy. Thỉnh thoảng giờ ơi lên là ban cả vũ trụ. Vâng, Doom đang đi chơi quái rừng rồi. Mà chắc là đen lắm ấy mới phải ăn cái con Usa. Người ta chả vừa ăn cái con Usa đỏ đấy cả. Chả mang lại cái tác dụng lợi nhuận kinh tế thì Thunder Clap mất 100 mana, 25% slow. Rất là cùi. Gold is a great conductor. Vâng, đang ngủ lại Kuroki bây giờ di chuyển lên một búp. Vâng, người kiến tạo thế giới đang bị cắn liên tiếp vào một điểm trên mặt. Nhưng mà bye bye người kiến tạo thế giới rồi. Mà bên này thì cô y tá cũng đã là nằm xuống luôn. Ở đây gót nó bị dí vào. Doom di chuyển lên, bật lửa lên, một tốt lên, rất nhiều những thứ lên. Nhưng mà ở đây thì người mà có vân en đó là bên đã là lên bảng rồi. Gót cũng đi luôn. Decaphobos đang bị vụt vào. Uầy, vâng, Dota chó điên từ Liquid và làm phát là 4 mạng luôn. Radiant's top tower is under attack. Dom. Tốt về trụ luôn, múc máu vào đấy ạ. Pha ta này vâng dậm stun tới từ người tạo ra thế giới nhưng mà rồi ôi. Nó chỉ là một tình huống ngủ nhẹ thôi. Yeah!
Vâng, có một stun vào. Ulti lên từ máy bay. Ở đây thì FNG đang cố gắng lùi về, nhưng có lẽ là Liu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, tự bút bất tử ở trong mình, Silent di chuyển ra. Vâng, bây giờ thì chạy nào. Silent chết ra. Vâng, cái bắn flak cannon đã giết chết Dazzle rồi. Giá như Silent không xuất hiện, có lẽ là máy bay không thể giết được con Dazzle. Thì ngu rồi, chặn đường vào rồi. Silent cũng sẽ là lên bảng ở đây. Chiến thuật VS Carry đang gặp vấn đề rắc rối khá nhiều. Vâng, tiếp tục là Liu rồi. Mà đây Tuska cũng đi theo luôn. Dire's bottom tower is under attack. À, yêu cầu các thanh niên hết sức giữ bình tĩnh nhá. Tôi đưa đến một cái tin mà tôi mới nhận được ở báo ngày hôm nay, mà từ từ đã một cái tình huống mà thực hiện skill hủy diệt lên vào đầu con bên rồi, ngay lập tức là chặn đường lại bên của FNG lên bảng. Vâng, tôi vừa nhận được cái tin mà được đưa trên thời sự luôn. Tôi sẽ trích nguyên văn cho các bạn là theo tiến sĩ nông học gì gì đó thì tiến sĩ hóa học gì gì đó thì hiện tại các hóa chất để sử dụng tăng trọng lượng rất là nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Thế nên là nhà ai có người chết thì ngay lập tức là đưa đi chôn ngay. Vâng, bản tin thời sự sẽ kết thúc ở đây. Vâng, tỷ số đang là 5-9 rồi. Chênh lệch hiện tại thì vẫn đang không nhiều lắm. Nên có Liquid về bên phía team VP họ chia farm rất là tốt. Chả hiểu sao thức ăn cho lợn rất nguy hiểm. Người nhà nào có người chết mang đi chôn ngay. Thế tức là cứ ăn đi rồi chết rồi chôn. No problem. Vâng, thế là Kuroki lên bảng rồi, từ từ đã chặn đường vào. Fata có khi là cũng đi luôn ở đây. Một top lên tới từ Tiny. Vâng, Zerac lại bị stun vào. Chiến thuật với VS vừa bị tôi chê bờ lại hoạt động hiệu quả rồi, làm phát ba mạng Tiny cực kỳ to. Ở đây thì toàn bộ thành viên cùng với nhện sẽ là bút tan tụ trụ trên top này. Họ sẽ lấy trụ khá là sớm. Vâng, đó là một cái tình huống mà Doom thẳng vào đầu của bên, sau đó chạy đi tới Doom. Yo green dudes, something bad is happening in your bottom. Invisibility. À, tôi nói lại một lần nữa là các thanh niên kênh chat hết sức bình tĩnh nhá. Có một thằng ở đây 3 giờ sáng vào 2 ngày rồi mới ngủ được có 4 tiếng thôi. Đang cố gắng bình luận game đấu rất là vui cho mọi người rồi đấy. Điên lên là đi ngủ luôn đấy. Đùa chứ, người nói phải có người nghe chứ, cái thằng nói còn cứ mấy thằng đắp chăn xong cười cay thật. Something bad is happening in your bottom.
Vâng, ở trên này rất nhiều đệ nhện ở đây rồi. Vâng, thế là lại một top nữa. Vâng, người kiến tạo thế giới được pick tới từ Kuroki, thế là đang đi bằng đầu gối rồi. Vâng, 9 đều rồi, kèo 10 kill cho ông nào đang bet là bây giờ là đái ra quần rồi đấy, 9 đều. Vâng, Fata đã sử dụng ulti để farm rừng. Vâng, cho đệ chạy đi luôn và Doom đang sử dụng quạt trả để ăn đệ. Một vẩy trừ giáp đã bóp cổ, nhện lao vào rồi. Một tình huống đổ đá ra và chết một đôi luôn. Uẩn. Vâng, VS carry, best carry rồi. Đấy, đấm bên lên, búp bất tử cho bên không. Lưu ấn hơi chậm. Cả phố bộ bị hút nam và có lẽ là nhện. Vâng, từ từ tôi vừa khen chiến thuật VS đánh hay. Nhưng bây giờ thì chết tan tác, tan xác rồi. Hai người ra đi. Vâng, có lẽ là ba. Chuyện một người ra đi mãi chắc không quay trở lại rồi. Hơi đen. Tại tôi, không phải là tại team VP đâu. Chính là hiện tại đang nghiêng VP ở tầm 2000. Silence dưới này đã mua cho mình Helm Dominator, stun nó luôn. Rồi né ulti, nhưng mà bây giờ thì đường về nào cho anh đây. Bye bye Silent. Giáp rất to nhưng mà thưa đát rồ. Búp ui. Giáp swap rồi, chơi luôn. Từ có Elder Titan kìa. Ôi, nó kiến tạo thế giới rồi nhưng mà chưa được. Vâng, dậm stun vào nhưng mà Silent khẳng định là không bờ chết được tình huống này rồi. Kuroki sẽ lên bảng, đó một cái rune đua đam tới từ God, anh ta có Blink luôn. Green dude's top thing is about to get knocked over. Vâng, mạng của nhện thì vừa dành cho Razor trên top, đó là một tình huống Doom vào tới tất cả Doom luôn. Dire's bottom tower is under attack. Why is this so bloody difficult? Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Green dude's top thing. Tiếp tục là một trụ nữa rồi, God sẽ rất nhanh có cho mình một cái gậy xanh thôi, nhưng mà trên này thì Fata Razor khá là to đấy, ngủ Doom vào có TP ra rồi, ai giải ngủ Doom Blitz bóp cổ Doom. Doom sẽ chết ở đây, đập tay tới từ VS là rất là đau. Mạng một lần nữa không, lần này là bên KS rồi. Good guys top tower is denied. Whoopee-doo! Vâng, lúc này kênh chat một bạn nói là nhờ Linh Ngọc Đàm thì thực sự là mình đang rất là đồng cảm với bạn. Đấy là cảm xúc rất là chết tiệt. Thì với bạn luôn, đấy là cảm xúc cực kỳ chết tiệt. Cảm xúc khốn nạn nhất trên đời là cảm xúc nhớ ngoài đấy. Vâng, từ từ đã, thế là Tiny vừa nhớ máy bay rồi. Nhưng mà lăn vào bóng quá hay. Mà khẳng định là bờ máy bay vẫn chết. Mà từ từ tham mình stun rất hay thì còn đệ máy bay bị swap ra, Tiny bật ulti lên. Ở đây Doom thẳng vào đầu và bên lên bảng đổi để máy bay không đang thì cũng búp bất tử, liệu có deny được? Khả năng là không. Đổ đá vào búp máu lên, thậm chí là giết ngược luôn, cố gắng deny nhưng mà không thành công. Silent đang bị, vâng, Silent bị hút đam thì có lẽ Silent chết rồi. Bye bye. Vậy là 2 đổi 2. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Bad dude's top tower gonna fall over soon.
Trên này đàn nhện không thể to hơn và Doom thì vẫn đang cố gắng tận hưởng cảm xúc giết nhện nhưng mà không được rồi. Dire's middle tower is under attack. Vâng, Tiny đang có network đứng đầu, anh ta còn thiếu cho mình có lẽ sẽ là 20 đến 20 phút 30 giây sẽ có cho mình cái gậy xanh. Tiếp tục farm tới từ Kuroki rồi đấy, không biết Elder Titan chẳng có cái đồ gì cả. Có lẽ đang hướng tới Mecha. Nhện vẫn đang chiếm thế thượng phong ở trên lên top này, mặc dù là chết 3 mạng rồi, thôi thì cũng có cái orchid. Vâng, lăn thẳng vào FNG. Bên phía team Liquid bắt đầu trò đàn cùng với cả con Razor rồi để có thể phút trụ tốt hơn. Gậy xanh cho Tiny ở phút thứ 19, 50 giây, farm quá nhanh. Nhưng mà bên này thì Liquid đang ấp ủ mộng Rosa này rồi. VS có lẽ đang hướng tới một cái kiếm chéo thì vậy. Trừ giáp ra, họ phát hiện ra rồi. Không kịp, sẽ là không kịp tranh chấp. Vâng, Aegis được cầm bởi Gyrocopter mà Tuama. Lăn thẳng lên rồi, Silent bị dồn đam vào một swap ra, Liu sẽ tự bút bất tử cho mình. Nhưng mà Silent bị cắm tên lửa đầu, có lẽ Silent khó sống ở đây. Doom bật lửa lên díu đáp rồi. Ngoài này thì có hút đam và Tiny dẫn được một người của Tiny rồi. Silent không bóp cổ tới từ bên, một stun ngược lại đấm vào Matubama, giết ngược luôn. Không, đó chỉ là mạng Aegis thôi, Tiny thì vừa lên bảng mất rồi. 7 trừ giáp ra, nhưng 7 trừ giáp trượt thì có lẽ là phải về luôn thôi. Nhưng mà từ từ Zerac lăn thẳng và Silent lên bảng đấy, bên cũng sẽ là đi luôn. Bên phía team VP cũng tình huống bất cẩn rồi, họ sẽ phải bỏ mạng lại các thành viên ở đây. Và đó là double kill dành cho Zerac. Ở trên top thì nhẹ tiếp tục farm hướng tới Zen Fay. 2100 tiền dành cho bên phía team VP. Liquid xin lỗi các bạn, chênh lệch có lẽ kéo về bằng 0 rồi. Vâng, đúng rồi.
Ui, đã cát mà ngủ gật được thì cũng giỏi thật đấy. Doom lên bảng. À. Radiant's middle tower is under attack. Yo green dudes, something bad is happening. Trên này thì nhện và Tiny lại tiếp tục là vũ trụ rồi. Yo green dudes, something bad is happening. Vâng, on kick thẳng một đầu Mind Control đang dồn đam Mind Control lên bảng. Đấy. Bây giờ hai ông tội phạm gây sự với nhau, thế là ông chính quyền cho hai ông tội phạm đi tù. Thế là hai ông tội phạm bây giờ quay sang đổ tại ông chính quyền xử ác. Vâng, bye bye thanh niên Faza. Cách đơn giản nhất là để gọi là giảng hòa với nhau là có chung một kẻ thù. Vâng, tình yêu thì chưa biết là có bên nhau được mãi hay không, mà cùng kẻ thù thì khẳng định là luôn luôn là cùng một chiến tuyến. Vâng, vừa lưu lên bảng mà Liquid vẫn mất 3 người ở đây. God cố gắng chạy đi, cả phụ bốp lại vào bật ulti đến cắn Matuama rồi, nhưng mà Tot quả hơi lỗi rồi. Thanh niên Silent ở đây sau khi lên Yasha đang hướng tới BKB rồi. Một game đấu mà hai team vẫn đang chưa hiểu thế nào cả. Tiny khá là to mà Tiny bị lăn thẳng vào đấm lên từ Tosca. Fata di chuyển ra, Tiny có khi là đi ở đây rồi. Farm hơi cao. Bye bye God. Và ôi ôi Kuroki the player. Vâng, dưới này thì bền chắc sao ta chết, nhưng mà Tiny sống hơi đáng tiếc. Vâng, đúng là rất xin lỗi các bạn, hôm nay mình cắt nói thật là rất là nhảm. Mình đảm bảo là mình sẽ không bao giờ nghe lại cái clip mình cắt hôm nay vì cắt quá là chán. Vì căn bản là dạo này mình stress hơi nhiều. Mấy hôm rồi mình mất ngủ, rối loạn giấc ngủ nặng. Nhưng mà khẳng định là mình sẽ cố gắng cắt hết game đấu cho các bạn. Thôi thì công việc đã giao thì cố gắng làm cho chót. Không bao giờ bỏ dở công việc cả. Chỉ bỏ giữa chừng thôi. Quay trở lại game đấu, ngoài Aero Titan vẫn là một giấy máu cầm theo một con mắt, đeo theo một cái nhẫn Sering, cầm theo một điều cần, à nhầm một cái smoke để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Dire's middle tower is under attack. Rutro, bad dudes, Rutro, middly widdly gone all diddly. Yo green dudes, something bad is happening in your bottom. Radiant's bottom tower has fallen. Vâng, ở trên top này Tiny lại tiếp tục là phút trụ rồi, Puta Dynamo trụ. Bây giờ tôi tự quay cam cho nó hoành tráng này, mai tay tôi hơi bị đau mà tôi sẽ tự quay cam, mà lại quay cam ngu quá, cutter của Beyond the Summit. Vâng, quay cam rất là kém, nếu mà để mà nói mà quay cam xịn cũng cần production value chuẩn thì nó phải là Dream League giải này bình thường. Ok, chúng ta sẽ Puta Dynamo vào nhà địch. Lúc này tôi sẽ lồng tiếng các thành viên của VP. Đầu tiên là Leo, vào đi, tao là sao bút máu bút tử, sợ chó Silent bảo. Từ từ để tao xem swap thằng nào đã ui bóng nó kia, tất cả chạy thui. Vâng, tại sao tao bảo vào chúng mày không vào mà chạy thì chúng mày lại chạy đầu tiên. Thế là Dazzle tí bị dí vào tới cái bóng, tất cả chạy hết rồi. Một tình huống mà chỉ gọi là hồn chương ba ra hàng thịt tôi, mà cái bóng của Aero Titan cũng làm cho toàn bộ
thành viên bên phía team gấu bỏ chạy. Hiện tại thì confirm là gấu vẫn đang to hơn ngựa rồi. À nhầm, ngựa thì to hơn gấu. Thực ra nó chỉ là cá ngựa thôi. Tình huống mà bây giờ thì con 8 chân đang bị lăn vào. Vâng, nhưng mà bây giờ lại tự block đường rồi. Matuaman di chuyển lên. Dekafobob vẫn đang body block, cố gắng giày phê chạy đi nhưng mà chạy hộ cái côn trùng Doto lên bảng. Mạng dành cho Doom. Dire's bottom tower is under attack. Bên này máy bay cũng nó rất là khỏe rồi. Razo rất là khỏe rồi. Tiny bên này thì cũng chưa đủ khỏe, vẫn thiếu đồ. Tiny thì là một cái dạng hero cần khá nhiều đồ. Nếu mà để đánh lết thì lại cần nhiều đồ, còn đánh gank thì bình thường. Vâng, bên đang lên Forstap. Hero Titan thì vâng, level 11. Tosca có Blink. Trên này thì nhện vẫn đang vui chơi giải trí thôi. Vừa rồi lên mid thì có một cái chết tới từ bên. Tiny cố gắng put bot bắt cho mình. Đó là cả một con sói và lượng đam tới từ VS đang là 230. Trời ơi, gọi cái thằng LF ra đây đọ đam cái nhỉ. Yo, good guys. Middle tower got owned. What you gonna do? Get mad? Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Và một chặng đường mà Liu bây giờ trở thành mục tiêu sẽ là ăn một dặm tới từ người kiến tạo thế giới, và khẳng định là ở đây thanh niên Dazzle này sẽ đi về với Chúa. Cố gắng gây một cái slow vào, nhện thì là tiếp tục pha một BKB cho nhện. Di chuyển vào Roshan rồi. Bên phía team Liquid trong game này tôi lại nhận thấy là họ lợi hơn. Thực ra tôi thấy là đội nào có con nhện này thì nó cứ phế phế của gì ấy. Vâng, Tiny có Berlin quyết định là sẽ lao vào Roshan. Roshan thì ôi, biết rồi nhá, biết rồi nhá. Tiny đang invi đi vào, ở đây thì không có sentry. Ở đây không có sentry, bóp cổ và Zerac rồi lao vào Tiny. Nhưng mà ai là người nhận exit? Exit được cầm bởi Zerocopter. Tiny bị doom, Tiny lên bảng. Tình huống Tiny vào hơi vội và quyết định là BKB lên cắn máy bay. Máy bay có exit. Rồi xong, buyback đã tới từ Eldo Titan. Vào đây thì nhện chắc chắn là nằm lại. Vâng, thế là nhất định là giết Carter, thế là có game 3 rồi. Chút tôi lại ra mua đồ ăn về là có lại ông chết đói ở đây. Ê, dậy. Sẽ là tiến vào rack luôn. Vâng, tự cũng bất tử cho mình. Nhưng mà Forstap ra khỏi ulti rất là may mắn ở đây. VS đang cuồng đấm Fata, nhưng mà Fata mục tiêu của anh ta lại nhắm vào trụ. À, mày đánh vào tao thì tao đạp vào xe của mày. Đánh nhau rất kiểu Việt Nam, không đánh được nó là mình đánh người yêu nó hoặc là phá tài sản của nó. Vâng, ở đây vâng, một hit crack và ăn được crack rồi, tất cả lại lùi về. Kịch bản là Liquid sẽ thắng game 2, sau đó đánh game 3. Chặn đường vào Tiny di chuyển ra như bố đời. Ui, một vụ tí chết thuốc ca đâu mà tôi xong rồi. Ui, trừ giáp rồi, vụ đau chưa kìa. Mà không được rồi, Matuaman vừa bắn flak cano vừa chết luôn được bên. Để cả phố bốc được bút bất tử và đang cố gắng là trườn đi, khả năng là trườn được rồi. Thế là mất thêm crack nữa, mất luôn cả BKB tới thứ hai core hero. Oh shit.
Giết ta đi. Motherfucker. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông ao gài. Vâng, lại đùm được vào đầu Dazzle rồi. Mà lần này trông có vẻ Dazzle chạy hơi nhanh. Đùm thì không có gậy xanh. Mà khả năng cao Dazzle chết. Ui, tổ lái nhưng mà đùm thông minh hơn rồi bài. Excommunicated. Excommunicated. Tiny Rat ở trên top. Thế là đối phương tạm thời là phải lùi về rồi. Tiny sau BKB sẽ lên Manta. Cái pick Arrow Titan đang làm cái pick lấy sai khá hiệu quả. Vâng, trong lúc đối phương TP về thì ở đây các thành viên VP đang hành lạc đối phương. Chết bên mà ăn được cái Aegis từ máy bay, ăn được Aegis máy bay ra ngoài chết hết rồi. Vâng, Silent thì uống mà mở Manta ra nè, hit đánh cuối cùng từ Fata nhưng lên bà GG thùi. Sẽ là game 3 Liquid và VP. Something bad is happening. In your radiant structures are fortified. Giết tôi đi chứ mình gì ấy. Hỏng rồi. Good dude's bottom just fell off. Tại vì đánh hơi chậm. Vâng, thanh niên Fata này bút trụ rồi. Chơi một con gì thông minh hơn đi, xong trước này chơi cái hero kiểu quầy top vào trong, thế là thôi bóp cổ các thứ nhưng mà thôi xong đùm nó vào tất cả lại ra đi bằng một cái đạp vào tới từ hero titan mà, thế là hai lên vô dụng đô tô rồi. Chả hiểu sao ông đùm lại vì một cái lý do gì đấy tiết ở trong nhà này, có vẻ như là một swap tới từ vs thì phải, anh như không phải bị force start vào tới từ phía bên thì phải, cũng không phải luôn. Thế chắc là bị tót vào rồi, nhưng mà vừa mới tót cơ mà. Một nhổ. Uầy. Trận của đường dã man thật, ăn được hai mạng mà làm gì đâu, nhà như cái chủ lợn. Khán giả thì càng ngày càng rụng dần. Cutter thì bây giờ nó là rụng cả về tâm hồn và thể xác luôn. Nhện đang hướng tới một cái vừa là trong cái Tiny thì vẫn đang rất là cuống cuồng, không biết làm gì trong game này. VS thì đang dần trở thành con phế vật ở đây rồi. Regeneration. Ulti lên tới máy bay ở đây, Tiny đang cố gắng làm gì đó mà đánh máy bay không đau. Vâng, ông Tiny có vẻ vui tính như vậy. Silent thì đang đỏ đam tay Fata, tức là bye bye luôn Silent rồi, thôi xong Tiny cũng đi luôn. Tức là chúng ta có game 3. Top thing is about to get knocked over. Vâng, một đạp đầu Tiny. Bán mộ con ra rồi đi cái thì làm sao? Pick để nó pick cái đùa. Green dude's tail got on, son.
Too Easy for Liquid Mega Creep. Vâng, One Last Fight mà Last Fight fail rồi. Khẳng định là combat này BB thua nốt. Chiến thắng dành cho bên phía team BB cực kỳ rực rỡ. Tình huống team YGG từ từ FNG. The Dire Dudes won, and now that's it. Everything is over. Oh, fucking shit. Chim trời vụt bay theo gió mãi trôi. Anh nhầm phai mát. Thì tôi cho các bạn xem trận của tôi đánh con FF vô địch thiên hạ, thế nhưng mà đồng đội vẫn cứ là ngu. Cà phê G7 thì thành phần chính là thuốc ngủ à? Ông mày cú buồn ngủ thế nhở? Thực ra là 2 ngày rồi tôi ngủ rất là ít. Sáng nay lại gọi là tắm rửa quần áo sạch sẽ, đầu tóc đẹp trai đi chơi. Được cái đi chơi thì nó lại không buồn ngủ. Oh shit. Đây là trận đấu cơ bản việc counter Antemis mà đồng đội tôi nó hơi ngu. Tôi đã bảo rồi, đi roam đi, tao khỏe lắm. À, tao đang ép một thằng kiểu SF rồi, chúng mày roam 1-2 mạng thôi là mình thắng. Thế mà chúng nó nhất định là chúng nó phải ọc mờ dài đi pha phát gậy xanh, thế là GG. Just enough time to make a cup of tea. Đánh như thế này rồi. Để tôi tua. Riêng con An trẻ đi mít gặp con đẹp thì đúng là gặp bố luôn. Như nào?
Thế mà tự dưng nó TP ra theo tôi chết, bọn chó. Đấy, tôi đang tính tình huống giết nó mà không ngờ có VS theo tôi chết. Sau đó tôi đã nhận ra là chúng nó rất chăm sóc con Lanche, tôi hiếp con Lanche luôn. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Rồi, quái em đặt cấp cao. Trời, như nào? Easy kill, easy lay. Thế là pha này lại bị giết tiếp thì phải. Nhưng mà khẳng định là đi mid con này không mơ farm thua được con Lanche luôn. Lên đồ cứ là chuẩn mà không mơ thua được. Trên một mạng, sau ra vẩy chết với Doctor. Một vẫy, hai vẫy, không nói nhiều. Hero farm nhanh hơn Lanche là cái chắc. Lại là mạng nữa Lanche luôn. Solo kill 421. Không cần đồng đội, rất là đơn giản. Hero quá khỏe phiên bản hiện tại. Rồi, một mạng nữa, không nói nhiều. 8 phút một trụ, cứ thế thôi, vẫn thua. Đấy, lên top giết dù. Radiant's middle tower is under attack. Dire's middle tower. Farm vô địch vũ trụ. 10 phút Shadow Blade Ring Aquila bottle giày gỗ. Giết cả thế giới. Thế mà vẫn thua. Ức chế thế nhỉ?